Và bây giờ thì em sẽ trực tiếp hướng dẫn cho chúng ta cái cách sử dụng cái bộ ba này luôn nha cả nhà. Thì hôm nay chú em sẽ bắt đầu khui. Đây là cái muỗng, cái hũ rod USA nè, là cái hũ này nửa ký nha, hũ này nửa ký ha. Rồi hai muỗng. Rồi cái thùng B này là cái thùng B này 20 lít ha. Rồi chúng ta bắt đầu ba muỗng này nha. Ở trong cái hũ rod nó sẽ có ba cái muỗng, thì chúng ta cho ba muỗng nha. Một muỗng, hai muỗng, ba muỗng. Đó he. Rồi chú em sẽ cho ba muỗng cái loại này. Và chúng ta sẽ tiếp tục lấy cái muỗng của cái cái hũ này. Chúng ta cũng sẽ, đây là cái bịch phen, lấy mình dùng cái bịch màu đỏ trước đi. Cái bịch màu đỏ này là bịch nửa ký nè ha. Chúng ta cũng dùng ba muỗng luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng ba muỗng, thì chúng ta sẽ lấy cái muỗng ở trong cái hũ á, thì chúng ta sẽ múc ba muỗng luôn nha cả nhà. Đây là cái cách nha, cái cách pha, cái cách sử dụng cái bộ ba của bên em ha. Thì chúng ta xem cái này để biết cách sử dụng luôn nha. Một muỗng nè, hai muỗng. Đó, cái rod này là nó chuyên về kích rễ mạnh nè, rồi đâm chồi đẻ nhánh, ba muỗng ha. Rồi rồi tiếp tục là một cái bịch phân siêu hấp thụ nè, phân bón vi lượng siêu hấp thụ biến vàng thành xanh, là cái bịch này là màu xanh nha cả nhà. Một ký thì chúng ta sẽ dùng 5 muỗng, bởi vì nó là một ký, còn hai cái kia là nó nửa ký, thì chúng ta phải cho cái hàm lượng nó tầm khoảng 5 muỗng nó mới đủ nha cả nhà. Rồi đây cả nhà nhìn thấy nè, nó chuyên về chăm ra cây mai ra rễ nè, đâm chồi nảy tược ha. Thì cái cây nó có bộ rễ tốt á cả nhà, nó mới hút chất dinh dưỡng lên cây và nó mới đưa dinh dưỡng ra cành nhánh, thì nó mới đâm chồi rễ nhánh được. Rồi chúng ta dùng cái bịch này nha. Cái bịch này là 3 muỗng. Ủa 5 muỗng. 5 muỗng nha cả nhà. Đó, bịch này là 1 ký, chúng ta cũng vẫn dùng cái muỗng đó nha. Chúng ta pha 5 muỗng. Rồi đây, 1. Rồi. 1 muỗng. Cả nhà nhìn thấy nè, 2 muỗng. 3 muỗng. 4 muỗng. Rồi, đây, 5 muỗng nha cả nhà. Đó, đó chính là một cái bình thùng B là 20 lít nước ha. Chúng ta dùng như thế nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khuấy đều ba loại này lên nè. Trộn đều lại ha. Rồi chúng ta tưới vào cây nha. Rồi, đó, lấy tay chơi luôn nè. Cho nên nó là cái phân hữu cơ, cho nên nó không vấn đề gì nha cả nhà. Cho nên là dùng tay khuấy vẫn được luôn nè. Không bị ăn da tay luôn nha. Rồi đó, trước khi pha đều. Rồi chúng ta bắt đầu tưới vào cây nha. Tưới thì giờ cái cách tưới như thế nào cả nhà? Tưới thì cho nó ướt đều là được ha. Rồi đây, tưới xe dòng như nè. Đó, cả nhà thấy ha. Đó, cây phải muỗng rưỡi, muỗng cây rưỡi. Đó, cây thì lớn là một cây rưỡi, còn mấy cái cây nhỏ nhỏ thôi chúng ta sẽ tưới thử mấy cái cây bên kia luôn cho khách coi luôn nha Út. Rồi đây nè, rồi qua cây bên đây, cây lớn bên đây, cây bên đây cây mai quán hồi Tết em cũng có quay cho cả nhà xem nè. Trời ơi nè, em mới tưới có một lần bữa như mùng mấy á, mà hôm nay nè nó bung quá trời luôn ha. Đó, cả nhà nhìn tưới nè. Đó, rồi tưới như vậy nha. Rồi riêng với những cây mà em thường hay bán nè thì chúng ta tưới cho chúng ta xem luôn nha. Rồi Út tưới luôn đi Út. Tưới vừa ướt là được. Một hũ này là có thể là 7-8 cây, 10 cây luôn á. Rồi nó tưới vừa ướt cây là được nha cả nhà. Đó, mình tưới như vậy nha. Đó, đây là cái cách sử dụng bộ ba của bên vườn mai nhà em ha. Đó, đây là dành tưới cho những cây nhỏ nha. Mình tưới nó vừa rút xuống là được nha cả nhà. Đó, cái này tưới xong là mình xả lại nha. Ví dụ như mình tưới buổi chiều thì sáng hôm ngày mai mình sẽ xả nước lại bình thường ha. Đó là như vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua bên qua bên cái vườn mai bên kia nha cả nhà. Tưới bên cái vườn mà em trồng trong cái bầu V6 á, là những cái cây giống mà đang chuẩn bị trồng lại để lấy bo á cả nhà. Thì mấy cây này mới vô luôn đó nè. Đó, đâu. Rồi, cả nhà nhìn nè. Đó, tưới mà nó đâm cái chòi lục bình nè. Đúng rồi. Đây, cách tưới nha. Đó. Đó, chúng ta tưới như vậy nha cả nhà, tưới vào mấy cái bầu. Cả nhà nhìn. Đó, khi tưới nó ra đọt rồi cả nhà, nhìn rất là mập luôn. Trời ơi coi nè, nó bung đọt nè.
ha. Tưới vòng vòng. Cây lục bình mà tưới nó bung như thế này nè cả nhà. Đó, đây nè, trời ơi nó bung mập ù luôn á nha. Cái chồi rất là mập nha, nó lên cái chồi rất là mập nè. Cả nhà nhìn nó mập rất là mập và rất là tốt luôn ha. Rồi bây giờ thì xin mời chúng ta hãy qua vào cái bên trồng V6 của em nha.